Thực ra ở đây nó gọi là catch 22 và ở đây người ta dịch được là bẫy, bẫy 22. Bẫy 22 thì được nhãn Nam vâng vừa mới cho ra trong quý 1 2018, nhưng mà thực chất thì đây là quyển đã được xuất bản và in ấn từ 2017 rồi. Sách khá lớn đây so với một quyển cách tương tự ở trong rừng Maui thì nói như tương tự như thế này. Thì ở đây mình thấy rằng là nó nói với bề ngoài của bẫy 22 thì cỡ khoảng tầm 572 trang và cũng không có cảm ơn, không có giới thiệu một phát vào phát là chương luôn, liên quan tới thư mục và mục lục không có đấy. Rồi đấy, một loạt những các cái gọi là tool tip tip trick để có thể là nâng tầm quyển sách này lên. Nhưng mà nếu mà xem những cái nguyên tắc của nó như vậy, còn bên trong thì tôi thấy rằng là đây là một bài trí rất là rõ ràng, chữ to vừa đấy, và thưa cũng như là hàng cách hàng khá dễ đọc, không bị mỏi mắt. Thì tôi nghĩ đây là một cái chuẩn mà Nhã Nam từ xưa đến nay vẫn giữ và tôi rất thích. Đấy. Sách thì là giấy trắng cho nên là tương đối là cũng khá nặng chứ không phải là xốp đen. Đấy. Vâng. Thì chuyển sang phần thứ hai, nói về nội dung. Thì tại sao tôi nói đây là một cái phạm trù là mang tính chất khoa học mà bạn có thể áp dụng vào ấy, thì trước hết ý, về nội dung một cách thô cảnh một chút đã, và ở đây spoil một chút nhé, mọi người có thể bỏ qua. Đó là bẫy 22 nêu về, có lẽ là ở đây chúng ta có thể thấy xem là một series cỡ khoảng tầm 42, 43 chương và mỗi một chương nói về một nhân vật đấy. Thế thì nếu mà như vậy thì chúng ta sẽ tổng kết luôn là như vậy có 42, 43 nhân vật trong cuốn sách này đấy. Nhưng ở đây thì nêu ra là đầu tiên ấy, tức là thể xoay quanh nhân vật nào đó, tức là Yoshinarian là một đại úy phi công đấy, và câu chuyện này xoay quanh trong cái gọi là chiến lược gọi là không tác liên quan tới việc gọi là những cái một lực lượng của Mỹ trong chiến dịch thứ hai muốn phân bổ các anh phi công đi thả bom ném bom để mà chiến đấu đấy, đúng đấy, chấm dứt chỉ đến thế thôi đấy, chấm hết. Nào thì ở đây thì gồm có một số nhân vật chính như là đại úy Soran này, rồi các nhân vật khác liên quan tới cũng những chuyến bay khác đấy, ví dụ chẳng hạn như là Ork hay là Watt, rồi rồi một số những nhân vật mà thì cái đơn giản ở đây bên lề cái việc mà anh lên máy bay và ném bom và đi ra ngoài thì đấy là cái thừa lệnh theo cấp chỉ huy đấy, và bên cạnh đó cũng đưa ra một số quan điểm riêng. Quan điểm riêng liên quan đến chuyện là họ cãi nhau, rồi là họ tranh luận về bay, tại sao lại tôi lại chỉ bay 50 trận thôi, tại sao tôi không bay 72 trận này, tại sao tôi có diễu hành không, tại sao không đưa tôi về nhà mà bắt tôi phải diễu hành, tại sao tôi phải đưa trả lời cho người kia. Rồi cũng đưa ra quan điểm của những người cấp chỉ huy, đúng không? Ví dụ như là thiếu tá hay là đại tá Kanka này, đúng không? Rồi một số tướng Reddle này. Đấy. Thì ở đây thì đấy, tức là nêu cái sự xung đột giữa cái chuyện nó gọi là tôi là phi công, tôi chỉ biết đi lái máy bay lên trên, và tại sao anh lại khép tôi vào cái chuyện là gọi là bay như thế này, bay như thế kia, bay theo gọi là bổ sung cho hết gọi là số lượng bay, gọi là số lượng thả bom, hay là bay vì nhu cầu khác đấy. Thì cái chuyện cũng để lên đỉnh điểm ở cái mức là rồi thì Yosarian suýt 2-3 lần bị thương này, rồi bị ám sát đấy. Đó là bị ám sát nhưng bị người thân tấn công đấy. Rồi một số các cái bạn bè về quan điểm chiến dịch như thế này thì không chịu được, rồi cũng vất vả, kẻ thì đi chạy trốn này, đúng không ạ, tự bắn vào máy bay, tự chạy trốn, rồi kẻ thì nó gọi là cũng mất xác đấy, và một số cũng mong muốn là gọi là trả thù luôn cả cấp trên đấy, đại cũng ở trong cái lực lượng bị trả thù đấy. Thì đó, nội dung nó ra như thế. Thì ở đây thì đơn giản là ở đây không phải chỉ đơn giản là một cuốn truyện nói về cái chuyện là hợp tác chiến trên không, mà đúng như một số review mà tôi đã đọc vậy thì nó hơi kỳ kỳ kỳ
kỳ quặc. Tức là thực ra ở đây nó là một câu chuyện mô tả không phụ thuộc, không phục vụ cho mục đích chiến tranh đấy, mà nó phục vụ cho mục đích cá nhân, mục đích thành tích, và mục đích những cái gì nó rất là lợi ích cá nhân, chứ không liên quan đến sự vẻ vang mà chúng ta hay xem trên đài, trên báo chí hay những quyển sách khác nào thì chiến tranh tàn khốc về cái thứ mà không phải đấy. Và đặc điểm nữa trong quyển truyện này nó gọi là nó là gồm một loạt những câu thoại, và nó ít về cái sự vật, nó nói về nội tâm nhiều ở trong một số trường đoạn, nói về Yossarian, đại tá Kanka đấy, rồi bác sĩ Danica đấy, và ông và bà bác sĩ Danica đấy. Đấy thì liên quan đến cái chuyện đó thì có một chút liên quan đến câu chữ giày xít, nó nói về nội tâm. Còn đa phần thì nói về cái gọi là hội thoại, và từ hội thoại đó chúng ta học những cái gì rất hay. Thì mình thấy rằng là trong suốt 18 chương đồng liên quan nói về một số loạt những cái anh chàng, nó gọi là rồi kẻ bị thương này, kẻ bị tâm thần, kẻ bị nói chung là gần như là hậu quả của chiến tranh, và rồi những ứng phó đối xử với những cô gái điếm rồi các thứ linh tinh đấy, thì đơn giản mình cảm tưởng như 18 chương đầu nó gọi là những hội thoại đời sống hàng ngày của binh sĩ thôi. Nhưng ở đâu đó nó lại phát hiện ra một mâu thuẫn, đó là ai cũng được thừa lệnh của một ông đại tá tên là Kaka đấy. Kakas đúng không? Vâng. Thì Kakas thì là ai thì đến chương 19, vâng, thì bắt đầu mới đưa ra. Nhưng mà vấn đề ở đây thì đột nhiên trong cái chương 19 tôi thấy là một chương rất hay, nói về nội tâm của những con người, của một con người mà suy ra những cái mệnh lệnh cho bên cấp dưới. Điều này nó cũng thể hiện ngay ở trong kinh doanh, cũng như là trong khi mà cái người quản lý người ta muốn đi theo cái lợi ích nào khi mà đưa xuống cấp dưới cũng như là những người thân cận của mình. Đấy. Thì đột nhiên ở đây thì mình đưa ra vấn đề là thâm tâm của trong đại tá Kanka, tức là vừa muốn được lên thăng chức tướng mà lại vừa muốn có những cái rằng xé bên trong là như vậy là so với các binh đoàn khác thì chúng ta bắn dội bom thế này ok chưa, chúng ta đã bắn đủ lượng bay chưa, rồi chúng ta muốn nâng cao hơn những các cái thiệt hại như thế này. Thế thì bởi vì nó đưa ra cái lực, cái hướng của cái tác vụ, không phải là không phải là về chiến dịch nữa mà là theo cái cá nhân của ông ấy, cho nên dẫn đến cái tình trạng nó gọi là những cái lứa quân sĩ ở phía dưới trướng, đúng không, như là Ork, như là Watt, như là Ned Lee đấy, như là Yossarian, thì nó lại trở thành những con bài đấy. Đằng này trong kinh doanh cũng như vậy, bởi vì họ chỉ người quản lý chỉ cần quan tâm đến business thôi, thế còn những cái người mà nhân công bên dưới, con át chủ bài, thì đi theo cách người quản lý đó. Điều đó rất hay. Có lẽ mà tôi thấy rằng là điều đó mình mới gọi là hay ở cái tác phẩm này, chứ không phải đơn giản là anh đi chiến đấu huy hoàng rồi anh thoát khỏi trong chiến rồi anh như thế nào xong rồi anh chiến thắng, không có đấy. Thế thì một trong những các cái câu mà nhấn ở trong chuyện này đó là khi mà Yossarian bảo là quát một anh thiếu úy đi ra chỗ khác để tôi đại úy làm việc đấy, và bảo rằng là thôi bây giờ tôi đang cụt chân đây này, đấy, anh các anh không biết à, để yên cho tôi nhé. Thế thì cô y tá, tức là ở đó thì có một cái nhân vật y tá cũng khá lớn tuổi và cũng trước khi cũng là một người tình của Yossarian, ở đấy thì hồi xưa là y tá thường phải phục vụ cho các anh em mà, thì mới bảo rằng là đây không phải là chân của những chân ngoài mà là đây là chân của tổ quốc. Đồ ôi cái đấy cảm giác đọc như thế đúng là thế, là đây là những cái câu văn rất là đắt, bởi vì là chân tổ quốc, anh phục vụ tổ quốc không phải chân của anh đây. Và anh nên nhớ rằng cái điều đấy, nhưng mà nếu sau này nó đây chân của tôi mà cũng không phải đây là chân của tổ quốc đấy. Tiếp theo ấy là một cái nữa mà tôi thấy ấn tượng trong chuyện này, đó là khi mà gia đình bố mẹ của Yossarian đến thăm thì Yossarian bắt buộc phải gọi là cái gì, cảm giác nó gọi là phải nằm trong tình trạng nó người sắp chết. Các bạn biết vì sao? Bởi vì là bay chưa xong, vâng, còn bay tiếp theo nữa, và bay hoàn toàn không thể chết. Vâng, chính cái vị bác sĩ ở đây cũng đã khuyên ông như thế, và rồi là quấn băng cho anh ý rồi giả làm như người coi như là sắp đi rồi, thế là gia đình khóc xót thương đến rồi như này như kia rồi kia.
cảm giác lúc đấy Joshua, tức là cảm giác như là người như là một cái bù nhìn, một người bù nhìn, tức là luôn luôn đi theo cái tiếng gọi mà nói chung là nó không có chân lý cái gì cả. Và ngay ở những cái trang đối chuyện Joshua nó thẳng thừng luôn mà tôi muốn trốn khỏi đây, tôi muốn thoát đi khỏi những cái kìm kẹp mà rối trá mà tôi vẫn đang làm đấy. Điểm thứ ba mà tôi thấy ấn tượng trong này đó là cha tuyên úy bảo rằng là tại sao phải cho các anh lính này bay khi mà nói chuyện với các trên đấy, là tại sao phải phải cho các anh bay thêm nữa, bởi vì là các anh đã bay đủ thời lượng rồi đấy. Thế thì điều này nó cũng dẫn xem một cái điểm nữa là thế này, bay nữa thì chết, thì sống chết không biết, bay vào phát là có vấn đề rồi đấy. Chính vì mục tiêu như này làm cho óc nhưng mà rất hay, đó là giả vờ bị ăn đạn đấy, nó bay cho bị ăn đạn và bay đi sang một nơi khác cùng với cô người yêu đấy. Và ngay gần cái chuyện mọi người tưởng óc mất đấy, không tìm xác mà đấy, thì mới phát hiện ra là óc vẫn còn sống đấy, và trốn được. Lúc đấy thì Yosha rất là cảm thấy gì đấy là một cái gì đó giải thoát cho mình đấy, đó là một cái hay. Rồi tiếp theo khi mà Yosha cãi nhau với chính Kaka là tại sao tôi phải khi mà đại tá đấy Shestakov được lên tướng đúng không ạ, là phải đại tá Katka phải khuyên Yosha là cần phải đi ra diễu hành và kể ra cho cái binh đoàn cho quá trình diễu hành ấy là anh chiến đấu như thế nào như thế kia, bảo không, bảo tôi không thích và tôi muốn là đi về đấy, tôi muốn muốn rời khỏi đây đấy. Nhưng anh sẽ bị nghiêm cấm một mệnh lệnh bởi vì anh vẫn đang còn thời hạn bay đấy. Nó lại còn như thế. Tất nhiên thì mình trong quan điểm này mình bảo rằng là ok thì mệnh lệnh thôi, bởi vì đây là trong quân đội, anh không những là phải theo từng phụ thuộc vào cái hạn định bay bao nhiêu mà anh phải tuân theo mệnh lệnh yêu cầu đại tá cấp trên bay nữa thì anh phải bay tiếp đấy. Còn cái tính nhân văn ở đây liên quan đến chuyện khi mình nhắc đến cái chuyện là Joshua cùng với đồng nghiệp bay là Mark Watt đấy, thì đang tranh cãi nhau là tại sao chúng ta lại ném bom vào cái làng này, bởi vì đây là cái vật cản của quân Đức mà, thì tại sao chúng không ném bom vào đường chúng không vào núi để mà đã xuống quân Đức mà chúng vào làng, bởi vì đấy là mệnh lệnh của cấp trên. Các bạn thấy có sự đấu tranh ác không đấy. Thế thì như vậy suy rộng ra ở đây cuốn sách này không đơn giản là nói cho các bạn những cái chuyện nó gọi là tác chiến trên không rồi mệnh lệnh chấp hành như thế nào rồi cuộc chiến ác như thế nào, mà nói cho các bạn xem là những cái mưu toan cá nhân và rồi lợi lộc cái gì không biết để ông ấy bỏ lòng đại tá đã thăng lên cấp tướng rồi điều hành binh sĩ rồi những cái mâu thuẫn ở trong binh sĩ về cái chuyện là đưa ra cấp trên như thế và phải suốt ngày bay rồi các thứ như thế, rồi rồi chính họ lại trở thành những cái con người mà nói chung là cũng suốt ngày để chơi với gái điếc đấy, rồi không được về rồi các thứ đấy, nó trở thành rất nhiều mâu thuẫn bởi vì chỉ vì một cái lý do cá nhân nào đấy. Cho nên là tôi nghĩ rằng đấy là một cái đắt để chơi. Vâng, hẹn gặp lại các bạn trong các series tiếp theo. Chào các bạn.